xin chào mọi người ở video này thì dũng sẽ chia sẻ với mọi người là cách tải và cài đặt cái phần mềm di dinh này thì đây là một phần mềm vô cùng tuyệt vời nó có thể giúp mình là chỉnh sửa và làm rất nhiều video đẹp video hot trend ở trung quốc thì mọi người vào google này mọi người gõ từ khóa là di dinh này thì mọi người tìm đến một cái trang web nhá là app.xiaomi.com này, này mọi người nhớ là đúng là trang web của xiaomi nhá thì mọi người click vào thì ở đây nó có nút màu xanh xanh này để tải về này mọi người click vào đây thì mọi người là chọn ok nhá mọi người phải đồng ý thì mới tải được cái app này về cái ứng dụng này nặng 51 mê này thì ở đây tải rất là nhanh thì sau khi tải xong ấy mọi người nút mở thì bây giờ là nó hỏi mình là bạn có muốn cài đặt không này thì mình chọn cài đặt mình vẫn cài đặt nhá, nó thông báo là bị chặn bởi Play blotect này, ứng dụng có thể thu thập dữ liệu của người dùng của bạn này, thì mình ấn vẫn cài đặt nhá, nếu mình ấn nút ok ấy, thì sẽ không cài đặt đâu, nên mình phải chọn nút vẫn cài đặt, thì nó báo là ứng dụng đã được cài đặt này, bây giờ mình mở nó ra. Mình ấn nút đồng ý này. Thì đây, đây là giao diện chính của phần mềm này. Thì ở đây chúng ta chỉ quan tâm đến cái nút uh, quay phim này này. Mình ấn uh, đồng ý này. Mình cho phép này. Đây là những cái um, dữ liệu mà trên máy Dũng mà Dũng đang đã, đã từng làm, đã từng làm rất nhiều video ở trên này. Thì đây đây là toàn bộ những cái project vô cùng tuyệt vời của cái ứng dụng này Và cái này nó khoảng có vài nghìn Mình nghĩ là phải đến vào con số vài nghìn project ấy mọi người ạ Thì cái cách làm thì mình sẽ hướng dẫn cụ thể mọi người sau nhé Ok Dũng xin kết thúc cái video này ở đây